chào các bạn. Được mệnh danh là lục địa thứ 8 của hành tinh Madagascar, một hòn đảo xinh đẹp ở phía nam châu Phi sở hữu trong mình một hệ sinh thái vô cùng độc đáo, với những loài động thực vật đặc hữu chỉ có tại nơi đây, cùng với những bờ biển cát trắng trải dài rất xinh đẹp làm say đắm biết bao du khách. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những đất nước nghèo nhất trên thế giới, với phần lớn dân số sống dưới mức 2 đô la một ngày. Trong series khám phá Madagascar ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn xuyên qua các cung đường tuyệt đẹp tại đây để đến với đại lộ Baobab, một địa điểm, một loài cây đã trở thành huyền thoại khi nhắc đến châu Phi. Chúng ta cũng sẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của hoàng hôn Madagascar, cùng thưởng thức trái Baobab đầy dinh dưỡng. Ngoài ra, còn một sự thật đáng buồn về thiên nhiên Madagascar các bạn cũng sẽ được biết đến qua video này. Nào, xin mời đến với cuộc hành trình ngày hôm nay. Hiện tại Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến Madagascar, bạn sẽ cần phải transit qua một quốc gia khác như Ấn Độ, sau đó đáp chuyến bay đến đây. Tổng hành trình vào khoảng gần 9.000 km. Xin chào tất cả mọi người, mình đang có mặt tại Antsirabe, một thị trấn ở miền nam đảo quốc Madagascar. Bây giờ là tháng 7 ở Việt Nam. Mùa hè Việt Nam ở đây rất là lạnh. Bên ngoài nó chỉ tầm khoảng 7 độ C thôi, thời tiết cực kỳ lạnh. Mình sẽ có 11 ngày khám phá đảo quốc này. Đây là một cái nơi rất nổi tiếng trên bản đồ du lịch. Thứ nhất là như các bạn nhìn trên đường phố thì ra đây là một cái thị trấn nhỏ thôi, nhưng khi mà đi vào vùng thủ đô ấy, thì nó cũng kiểu như này thôi. Đây là một quốc gia còn khá là nghèo. Đấy, GDP trên đầu người của họ nó chỉ khoảng tầm 500 đô thôi, tức là chưa đến 2 đô la một người một ngày. Mọi thứ đi thì mình sẽ cảm thấy như kiểu gọi là Việt Nam tầm khoảng 30 năm về trước ấy. Điều đầu tiên mình muốn nói là đường xá ở Madagascar khá là tệ nhá. Gần như là một chục dọc đi các cái tuyến đường nó đều kiểu như này thôi. Thì ô tô nó chỉ có một làn xe thôi. Đấy, và đường như thế này là gần như là khá là xịn rồi. Thậm chí phần lớn đường ở Madagascar là chưa được trải nhựa. Đấy, và cái chuyện tắc đường xảy ra rất là thường xuyên. Đấy, đường nó chỉ có hai ô tô đi ngược chiều thôi mà, đường một làn xe mà. Ở đây họ có một số cái xích lô trang trí rất là màu sắc. Thị trấn này thì là một thị trấn phát triển về du lịch. Đấy, có một số cái xích lô này này. Dân số của Madagascar vào khoảng 28 triệu người. Diện tích của đảo quốc này rất là lớn nhá. Nó lên đến gần 600.000 km vuông, nghĩa là gấp gần 2 lần đất nước của mình. Nhưng mà thực ra thì có một cái là khi mà mình đi ở trên đường ngày hôm qua ấy, thì gần như là hai bên đường gần như là rừng giữa các thứ bị tàn phá hết cả, toàn là đất trống đồi núi chọc thôi. Và mình khi sau đấy thì mình có tìm hiểu và mình Google thì khi mà nhìn lên trên cái bản đồ của Madagascar ấy, thì gần như là 80-90% cái diện tích cái quốc đảo này là gần như là bị phá hết cả rồi. Sẽ có một cái mảng gần như là mảng chọc ở trên cái bản đồ Google, nó chỉ còn có khoảng 10-15% là còn rừng thôi. Lúc tìm hiểu thì mình cũng không ngờ đấy đâu. Nhưng thật ra thì như là mình nói vừa rồi ấy, thì quốc đảo này là một trong những cái quốc đảo, một trong cái đất nước mà nghèo nhất thế giới. Họ nghèo thứ 11 thế giới thôi. Đấy. Ở đây thì vẫn còn một số cái hàng quán kiểu ngày xưa, như kiểu ở Việt Nam này. Đấy, bán những cái thứ đồ ăn vặt kiểu như này này, gặp nhiều lắm. Đấy. Đường phố ở đây giống như kiểu ở Việt Nam tầm khoảng 30 năm về trước. Thực tế thì với mức sống này thì họ vẫn rất là nghèo. Tuy nhiên khá là trật tự, không thấy nhộn nhạo.
đấy là đầu gấu bên Eti đúng không? Không kiểu nhộn nhạo. Như bên Ethiopia thì nó nhộn nhạo lắm. Kiểu nói như kiểu nào nhỉ? Từ kiểu ra đường mình cảm thấy được an toàn ấy, an tâm ấy. Chứ như kiểu Ethiopia thì đi cứ một tí là lại kiểu có người xin tiền rồi. Nó kiểu sợ ấy. Mà nó kiểu sợ không dám ra đường buổi tối luôn ấy. Khi mà ở trên xe ô tô rong ruổi từ thủ đô xuống miền Nam Madagascar ấy, thì một cái khung cảnh như là rất Việt Nam, rất đồng quê Việt Nam hiện ra luôn, như là ở trên màn hình, không khác gì những cái con đường ở Việt Nam luôn. Hai bên là những cái nhà kiểu thấp tầng, rồi những người những cái xe cộ. Nói chung hôm qua đến đây mà đi suốt, gọi là suốt 6-7 tiếng đồng hồ, mà gần như là cảm tưởng như là đang ở một cái vùng quê ở Việt Nam ấy. Cái nguồn gốc cư dân đầu tiên ở đây thì chính là đến từ Indo khoảng 2.000 năm về trước. Sau này tầm 500 năm trở lại đây thì mới bắt đầu có người châu Phi. Chính vì vậy những cái nét Đông Nam Á ở đây thì nó rất là thân quen luôn. Các bạn nhìn cái ruộng bậc thang nó có giống ở trên Sapa không? Tắc đường cả ban ngày lẫn ban đêm là một cái đặc sản ở Madagascar rồi các bạn nhé. Nhất là đường thì rất là bé. Đường này toàn kiểu đường ô tô đi hai chiều, nhưng chỉ có một làn xe đi được thôi. Và có một cái vấn đề gì xảy ra thì chắc chắn là tắc đường. Từ hôm qua đến giờ là gặp mấy lần rồi. Thực tế thì Madagascar là một cái quốc gia mà cái cơ sở vật chất hạ tầng là còn cực kỳ kém, bởi vì họ vẫn còn đang rất là nghèo, mà trải dài trên một cái diện tích đảo rộng lớn như thế, rộng thứ tư thế giới, diện tích 600 km², gấp đôi Việt Nam rồi. Khu chợ này có một tiệm tạp hóa, ghé vào đây mua một số thứ xem như nào, giá cả ra sao. Yeah, ok. Dân số ở đây 28 triệu mà nhìn có vẻ rất là đông, đi trên đường thì lúc nào cũng gặp người luôn, gặp ở khắp mọi nơi ấy. Rất là nhiều cái khu chợ như thế này trên đường đi này. Do lịch trình hôm nay rất là gấp gáp, còn phải đi một quãng đường rất là xa, cho nên đoàn mình cũng không dừng chân lâu ở đấy, chỉ mua một vài những cái nhu yếu phẩm cần thiết thôi. Đẹp quá. Cái đoạn này bắt đầu khác Việt Nam rồi đấy này. Cỏ khô nó không chết mà nó chỉ vàng lá và kéo dài đến hàng trăm km luôn. Mặc dù cơ sở vật chất đường xá khá tệ, nhưng những trạm xăng ở Madagascar thì mình nhìn thấy khá là ok, nhỏ xinh. Lúc nào cũng sẽ có một cái cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh. Tuy nhiên nằm ở quốc đảo và cũng không có nhiều dự án dầu mỏ lắm, nên xăng ở Madagascar khá là cao nhé. Đây, giá đây thì các bạn nhân với tầm khoảng 5,7 là sẽ ra tiền Việt Nam. Giá là khá là cao đấy. Bây giờ là thời điểm mà giá xăng Việt Nam đang tầm khoảng 21-22 nghìn. Ở đây là khá là cao đấy. Madagascar là quốc gia châu Phi thứ ba mà mình khám phá, và thực sự là mỗi quốc gia ở đây đều có một cái vẻ đẹp riêng.
đi dọc trên những cái con đường quốc lộ ở Madagascar vào cái thời điểm tháng 7 này. Thì ở đây đang là mùa đông, thời tiết ở bên ngoài bây giờ chỉ khoảng tầm 20 độ C thôi, có nắng và có vẻ là ít mưa, bởi vì nhìn thấy một cái khung cảnh khá là giống, vừa giống Hà Giang mà vừa giống Lào Cận, nghĩa là những cái đồi núi chọc ở đây đấy, xung quanh là những cái đồi núi chọc, ngoài ra thì là những cái đồng cỏ cháy. Ở Madagascar này thì 2 năm vừa rồi có một cái nạn đói do hạn hán, thậm chí Liên Hợp Quốc cũng phải ra thông báo là viện trợ. Xung quanh đây toàn là đồi núi chọc thôi, tuy nhiên thì nó vẫn rất là đẹp. Gần như là toàn bộ diện tích cái hòn đảo này là gần như là rừng gần như là bị chặt phá gần hết rồi, chỉ còn giữ lại một cái dải độ khoảng 10-15%, một cái dải ở khoảng miền miền phía đông, ven biển phía đông, để bảo tồn thôi. Còn lại thì gần như là rừng các thứ, là gần như là nhìn trên bản đồ gần như là một cái khoảng trống mênh mông hết rồi, bởi vì ở đây họ đói quá. Ở đây thì họ là quốc gia mà cái GDP nó nghèo thứ 11 thế giới rồi, nó chỉ đứng trên một số quốc gia khác thôi. Một năm có tầm khoảng kiếm được có tầm khoảng 500 đô, nghèo quá. Chạy dọc suốt tầm khoảng hơn mấy trăm km thì một cái khung cảnh nó hiện ra là như thế này, vẫn rất là đẹp phải không? Thực sự là đến đây mình mới tìm hiểu là mình cũng không ngờ là rừng ở đây bị tàn phá kinh như vậy. Mình cứ nghĩ là nói như thế, tức là mình cứ nghĩ là, tức là đọc ở trên, trước đây mình chỉ đọc ở trên báo là mình nghĩ là thiên nhiên ở đây cực kỳ tươi đẹp, nhưng thực ra thì những cái đấy nó chỉ là 10% thôi, còn lại thì ở đây là gần như là bị phá gần như là hết rồi. Bạn nhìn xung quanh này, kể cả ở trên flycam cũng thế, gần như là phá không còn gì nữa rồi, chỉ còn một cái khu bảo tồn rất là nhỏ thôi. Thực sự thì khá là đáng tiếc. Này, quay cận cảnh bằng hình ảnh xung quanh cho các bạn xem. Trải dài dọc mấy trăm km đường quốc lộ, nó chỉ có thế này thôi, hoàn toàn là đất trống đồi núi chọc. Dân họ đói quá, họ không còn gì họ ăn, họ phải phá. Sự là chả còn gì cả. Nhìn tất nhiên là vẫn đẹp nhưng mà tiếc quá, thực sự là tiếc, bởi vì đây được ví như là lục địa thứ 8 với rất là nhiều những cái loài đặc hữu ở đây. Mình đọc trên báo mà mình không ngờ đến đây là những cái còn lại là nó chỉ còn ít như thế này. Đấy, hy vọng là họ vẫn giữ được những cái còn lại. Sau khi chụp vài bức hình, chúng tôi lại lên xe cho kịp thời gian, bởi vì quãng đường ở phía trước ngày hôm nay phải đi còn rất là dài. Những cái con đường trải nhựa các bạn nhìn thấy trên màn ảnh, thực sự là nó cực kỳ ít ở Madagascar. Cái ngày đầu tiên bọn mình di chuyển, bọn mình nhìn đường đẹp thế này thì tưởng là ngon lành. Nhưng thực tế đó là những cái khúc duy nhất mà đường được trải nhựa. Còn lại thì 9-10 ngày sau đều là những cái đường đất đá, những cái đường trong rừng. Và khi đi, các bạn tưởng tượng là có những cái đoạn mà đi đến cả một hơn gần 100 cây số mà bọn mình mất đến 8 tiếng đồng hồ.
Mình đã đi đến 700 km từ thủ đô Tana của Madagascar để đến tìm đến cái khu vực có cái đại lộ cây baobab nổi tiếng mà chúng ta hay nhìn thấy ở trên internet. Thực sự là càng đi càng thấy tiếc cho Madagascar. Đấy. Nguyên một cái dải mà mấy trăm km đi hoài đi mãi vẫn chỉ là những cái đồi cỏ, đồng cỏ trọc, không có cây cối gì hết cả như này. Đây là cái buổi hoàng hôn đầu tiên được đón tại Madagascar. Thời gian này thì cũng là lúc mà một cảnh tượng rất Việt Nam lại hiện ra trước mắt. Cái lũ trẻ con bắt đầu lùa bò về nhà sau một ngày cho ăn no. Thực sự là sau 30 ngày xa quê hương thì cái việc tìm thấy hình ảnh quê hương ở đây mang lại cho mình một cái cảm xúc rất là nghẹn ngào luôn. Ngắm cảnh được một lúc thì anh tài xế dục chúng tôi lên xe để di chuyển thật nhanh về khách sạn trước khi trời tắt nắng hẳn. Thực sự là lái xe ban đêm ở châu Phi khá là rủi ro. Và cái rủi ro lớn nhất là lỡ may bạn gặp một cái sự cố gì thì gần như là sẽ không có ai có thể giúp bạn được ở đó. Cuối cùng mình đã được đến nơi mà mình đã mơ ước. Thật ra đây chính là cái mục tiêu khi mình đi khám phá cái châu Phi. Đây là đại lộ cây baobab tại Madagascar, một biểu tượng quốc gia của Madagascar. Và thực sự là khi mà có lẽ là đây là cái biểu tượng, một trong những cái biểu tượng nổi tiếng nhất khi mà chúng ta học trong sách giáo khoa, chúng ta nhìn trên những cái bài báo trên internet, và gần như nó là một cái địa điểm mà thực sự đã quá nổi tiếng, không thể nào mà không có mặt tại đây được. Các bạn nhìn xem, đây là một cây đại lộ có khoảng 25 đến 30 cây đao báp ở đây. Wow. Quá đẹp luôn. Ở đây mà bình minh và hoàng hôn thì tuyệt vời. Trời ơi. Bây giờ là mùa khô. Bây giờ là mùa nó rụng lá. Nên cây trên này nó trụi hết lá rồi. Nhìn đúng là như là kiểu là nó rễ nó mọc ngược ở trên trời ấy. Cây này cái đường kính của nó to nhất nó có thể lên đến vài chục mét. Yeah, có những cái cây khổng lồ. Cây này, những cái rễ ở đây thì theo như rễ cây ở đây thì theo như là những gì mình đọc, tuổi đời của nó đã lên đến cả ngàn năm. Đấy, còn cây 800 cho đến 3.000 năm. Không biết phải mô tả như thế nào với các bạn. Chỉ có thể quay để cho mọi người nhìn thôi. Trời ơi, cái cây này thật ra thì ngày trước là nó có rất là nhiều ở Madagascar, khắp cả đất nước luôn. Nhưng do là người dân họ nghèo quá nên đâm ra là họ đã chặt gần như chặt hết rồi. Đấy, và cái khu vực này thì may mắn được quy hoạch thành một cái khu vực bảo vệ của Madagascar, nên đâm ra là nó còn có thể tồn tại và phát triển cho đến tận bây giờ. Cái tên baobab này thì được bắt nguồn từ tiếng Pháp. Và có một cái điều rất hay, đó là tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng được. Cái loại ở cái đại lộ baobab này thì là một cái loại nổi tiếng nhất và lâu đời nhất, có nguồn gốc ở chính cái Madagascar này luôn. Tên của nó là Adansonia Grindia Dieri.
bạn có thể nhìn thấy là xung quanh đây ngoài các cây cổ thụ thì có khá là nhiều các cây con đã được mọc lên. Cái cây này thì nó sẽ mọc lên từ hạt nha các bạn nhé. Và khi hạt cây rơi xuống đất thì kể cả có một cái mùa khô rất là lâu thì nó vẫn có thể nó chờ đợi và nó sống. Đến khi mà trời mưa thì nó mới bắt đầu nó nảy mầm. Và mỗi cây này nó có thể trữ được một cái dung tích nước là lên đến 120.000 lít. 120.000 lít nhé các bạn nhé. Cái loài cây này nó cùng con người tồn tại ở những cái nơi có điều kiện sống khắc nghiệt nhất trên thế giới. Và vì thế tất nhiên rồi, nó được xem như là biểu tượng sức mạnh cho những vùng đất khô cằn của lục địa đen. Toàn bộ cái đại lộ này là một cái nơi rất nổi tiếng ở Madagascar. Tuy nhiên thì theo thời gian thì dân số ở đây tăng lên và họ thì càng ngày càng nghèo. Cho nên là cái số lượng cây baobab thì càng ngày nó càng ít đi. Chính vì vậy là nếu mà mọi người có điều kiện thì thực sự nên tranh thủ đến. Trước khi là bởi vì cái loài cây này thì nó thật là người dân ở đây nghèo quá. Trước khi đến đây bọn mình có đi tầm 700 km mà nó qua toàn là đất trống đồi núi chọc thôi. Không còn cái gì hết cả. Chặt gần như hết rồi. Cái cây này chắc nó phải đến cả nghìn năm rồi. Quả của cái cây này thì hôm qua bọn mình có được uống rồi. Nó chua chua như kiểu cây me ấy. Khá là ngon đấy. Có thể bạn chưa biết thì ngày xưa cách khoảng 80 triệu năm trở về trước thì cái Madagascar này là một trong những hòn đảo đầu tiên được tách ra khỏi cái lục địa châu Phi. Và từ đó thì cái hệ động thực vật ở đây nó tiến hóa theo một cái cách khác mà không giống với hệ động thực vật ở trên cái lục địa. Thành ra là gần như là 90% những cái loài động thực vật ở đây là một cái loài đặc hữu, tức là không giống với bất kỳ cái loài nào ở trên cái lục địa hết cả. Nhưng theo thời gian tất nhiên là cái số lượng đấy thì nó bây giờ nó cũng còn ít thôi. Lát nữa thì mình sẽ đi thăm một cái khu vườn quốc gia của Madagascar. Ở đây thì có rất là nhiều cái khắc tên trên này này. Này. Người khắc hết tên lên vào đây hết rồi. Ở Madagascar này thì có thế giới thì có tổng cộng là 8 loài baobab nhá. Thì Madagascar là có đến 6 loài rồi. Đấy. Đây mới chỉ là một cái loài trong số rất là nhiều loài thôi. Một trong số 6 loài đấy thôi. Và bọn mình sẽ cố gắng đi đầy đủ toàn bộ là 6 loài cây baobab để cho mọi người nhìn. Mọi người thấy thế nào? Chiều nay mình sẽ quay trở lại đây vào lúc hoàng hôn để thưởng thức cái khung cảnh tuyệt vời này thêm một lần nữa. Thế này thực sự là vẫn là chưa đủ. Mình đã quay trở lại đây vào 5 giờ chiều để chuẩn bị đón hoàng hôn tại đại lộ Baobab. Lúc này thì bắt đầu có rất là đông khách du lịch ở bên châu Âu, rồi nãy mình gặp có cả ở bên Lào nữa, họ bắt đầu đến đây rồi. Có vẻ như mọi người đều chờ đón một cái buổi hoàng hôn tại đây. Chắc chắn là rất là tuyệt vời và đẹp rồi, không có gì phải nghi ngờ. Rất là đông khách du lịch bắt đầu đến đây rồi, địa điểm du lịch biểu tượng quốc gia của Madagascar. Bây giờ thì kiếm một cái chỗ trống để chụp hình cũng rất là khó rồi. Đây rồi, chính là ở đằng xa xa kia, cạnh cái hồ. Rất là nhiều người đang ở đấy. Thì ở đấy thì có thể ngắm được toàn cảnh buổi hoàng hôn ở đây. Hồ này là một cái hồ sen này. Sáng người dân ở đây người ta vẫn ra giặt đồ ở đây. Mỏi tay trái ta lại qua tay phải. Hồ súng hả chị?
khung cảnh rất là đồng quê luôn. Nếu mà không có mấy cái cây baobab này, mình nghĩ đây là một cảnh tượng ở Việt Nam chứ không phải là bên châu Phi. Ô, sau lưng mình này, hoàng hôn bắt đầu xuống rồi. Xin giới thiệu hoàng hôn tại đại lộ Baobab, Madagascar, một quốc đảo cực kỳ xinh đẹp tại châu Phi. Mọi người có nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ bay flycam cho mọi người nhìn thấy rõ nhé. Không biết các bạn như thế nào, còn mình thì ngay từ nhỏ, khi mà mình bắt đầu đọc sách giáo khoa và xem tivi, thì cái ấn tượng đầu tiên và rõ nhất của mình về châu Phi, ngoài những cái con sư tử ra thì chính là cái loài cây này. Tuy nhiên ở đây có một cái là mình không biết là nên vui hay buồn. Tức là ở đây là vào đây là hoàn toàn miễn phí, bạn không mất bất kỳ một cái chi phí nào cả, tự do bước vào và muốn làm gì thì làm. Dịch vụ ở đây thì mình nhìn qua thì cũng thấy rất là sơ sài, với một đến hai quán cà phê, nó cũng không đông khách, cùng với đó là một vài những cái sạp hàng bán, thật ra cũng không phải bán đồ lưu niệm mà họ bán những cái đồ ăn như kiểu ở chợ cóc ấy, và một vài họ bán thêm cái quả baobab thôi, nó khá là nghèo nàn. Cá nhân mình thì mình thấy hơi bất ngờ và mình cho rằng nếu mà có thu phí vào đây thì cũng sẽ là hợp lý, nhất là giúp cho chính quyền có thêm nguồn thu để cung cấp sửa chữa và những cái đường xá xung quanh nó sẽ tốt hơn, chứ đường xá ở đây thì tệ quá. Một trái mà mình chỉ nghe nói đến cây trước đó mà chưa từng nghe, thì nó trái như thế nào? Lại cứng ngược lại không, nó kêu lại như này. Hello sir, thôi để cho người ta làm đi, xong anh đứng lại. Sợ, được rồi, đẹp đi. Sợi. Như trứng. Wow. Hóa ra là bổ chai baobab ra thì nó sẽ như này, 500 anh em ạ. Thế mà ăn giống bánh mì đúng không? Nhưng mà không có ướt như là trái quách. Cái này ăn được. Như cái men khô ấy. Bên ngoài thì giống cái quách mà. Trái nhiều chứ. Nhiều hơn là mình mua cái bánh. Mua cái bịch kia. Ngon, nhiều hơn mua cái kia. Chua chua nhỉ? Ông thử mà cái trái của em nào, cái trái của em ăn như kiểu me ấy. Cái ấy đâu rồi? Nhất là nó cũng hơi có vị me lắm. Như kiểu me. Trời ơi, ăn như kiểu me anh em ạ. Liên hoan đi các bạn ơi. Như là me khô nhỉ. Như kiểu me khô. Trái này là tầm 5, 6, 30 nghìn một trái. Số này số gì Lâm ơi? Lâm mật. Dạ, chú nhỉ? Ai đó? Chụp hết vào đây, chụp hết vào đây nè, chụp hết vào đây nè. Bye bye.